Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Phan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dân đang thực hiện giãn cách xã hội và khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Khoái Châu. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa bàn, nghe ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Khoái Châu báo cáo tình hình phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự chủ động của huyện trong phong tỏa, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để tránh việc lây nhiễm chéo trong đội ngũ cán bộ y tế cũng như người bệnh. Qua đó, giữ được sự ổn định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn lưu ý, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, do vậy huyện Khoái Châu cần chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục rà soát các địa điểm cách ly tập trung phù hợp tại địa phương, đảm bảo với điều kiện chống dịch trong thời điểm hiện nay, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ an toàn tại khu vực cách ly tập trung. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Khoái Châu có các kịch bản và phương án phù hợp với những điểm có dịch theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử quốc gia, đồng thời mong muốn mỗi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, thực hiện tốt thông điệp 5K, các quy định về phòng chống dịch của địa phương, của ngành y tế để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, để cuộc bầu cử thành công. Cùng với đó, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao 5 tấn gạo và 10.000 khẩu trang cho 5 xã giãn cách xã hội và vùng cách ly của huyện. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 45 suất quà cho các em trường trung học cơ sở xã Tân Châu đang phải cách ly, mỗi suất quà 300.000 đồng. Cùng ngày, đã có 7 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện một chiếc xe cứu thương trị giá 700 triệu đồng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.